Thì tôi phân tích chuyện này không phải mình ngâm trọng, mà ngay cả chúng ta rơi vào hoàn cảnh đó, chúng ta cũng làm y chang. Còn những nó đau ở trong vết thương ấy, con cháu đấm bóp, nhưng mà nói như ngay con cháu đấm bóp sao được mãi. Cái ghế này nó bấm bóp lúc nào cũng được hết đấy, êm ả lắm. Năm nay tôi 86 rồi, còn nhờ được những cái này tôi lại khỏe thêm được ít nữa. Mà tôi thấy những cái người già nên mua những cái ghế như thế này mà ngồi. Ừ, sung sướng lắm, thoải mái lắm, tỉ tê ngủ mất, cũng khó ngủ cũng ngủ rẻ nữa. Tôi mong ước mãi mà mới được cái ghế như này, nó biết tí nữa. Thế nào nó cũng mua cho bà, thế là nó mua thật. Cái này nó bóp cả ngày, lúc nào chán thôi lên giường. Sung sướng quá. Khi tôi nhận thấy cái tin này đó thì mình tôi không có nghĩ đây là một cái tin mà không có gì ngạc nhiên. Mình chỉ tại vì mỗi lần mà Đảng Cộng sản Việt Nam họ họp đó thì mình biết là trong cái chính trị bộ của họ nó chia làm hai phe hoặc ba phe, đôi lúc có chuyện như vậy. Mình cũng không biết là người nào đứng bên phe nào, nhưng mà khi mình nhìn thấy bên phía mà từ con trai ông Phạm Bình Minh tới chủ tịch nước, và mình coi những cái động thái của phía bên ông Lý Sinh Ping, tức là Tập Cận Bình đó, và những cái hành động của ông Nguyễn Phú Trọng khi mà ông qua ông gặp Tập Cận Bình đó, thì mình đoán được là cái phe mà thân phía bên Trung Cộng đó, cái Đảng Cộng sản Trung Cộng đó mạnh hơn, và cái phe thân thân Tây Phương đó thì yếu hơn trong cái vấn đề mà có thể là Đảng Cộng sản của Trung Quốc họ có những cái tin tức mật về những chuyện như ông Nguyễn Phú Trọng hoặc là những người mà nằm ở bên phía Trung Cộng, cho nên họ bắt buộc họ phải đẩy những cái phe mà thân Tây Phương đi, tại vì Trung Cộng muốn kéo quỹ đạo của những người này về họ. Cái lý do đơn giản là những người như ông Nguyễn Phú Trọng đó, họ muốn cái vị trí của mình không bị mất, tại vì bởi vậy họ phải đẩy những người thân Tây Phương đi. Đó là sự sự suy nghĩ của tôi, nhưng mình không có ngạc nhiên tại mình thấy ông Nguyễn Phú Trọng đi cùng đường với lại Lý Sinh Tinh và thêm một nhiệm kỳ nữa, rồi cũng thanh trừng nội bộ và đặt ra những cái chuyện mà gọi là chống tham nhũng. Tại vì chúng ta thấy là những cái chuyện đó là những cái chuyện mà ông Lý Sinh Tinh đã sai với tất cả những người phía thân Tây Phương ở trong nội bộ Đảng Cộng sản bên phía bên bên Trung Quốc. Cái lý do mà tôi nghĩ là tôi đoán là tại vì họ muốn bảo vệ quyền lực của họ, họ sợ rằng đi theo, đây là vấn đề sợ thôi, tại vì anh nào mà nằm vấn đề độc tài cũng đều sợ tất cả những tiếng nói chống đối mình hoặc là cái tiếng nói của phía bên đối nghịch, cho nên họ phải tìm mọi cách để họ gạt cái đó đi, tại vì bên kia có thể lôi ra những chuyện họ tham nhũng, những chuyện mà có chuyện hồi trước để làm cho yếu đi quyền lực, và nếu anh muốn ở cái vị thế là độc tài để cai trị đất nước thì anh cần phải đi với người nào độc tài để anh giữ được cái ngôi vị của anh, chứ không phải là nghĩ cái chuyện cho toàn dân Việt Nam cái đất nước được đi lên. Và cái chuyện nói chuyện rất là bình thường của những người mà nó gọi là những cái khối mà đảng phái mà hay có tính vấn đề độc tài. Tôi nghĩ trong cái chuyện mà quyền lực nằm trong tay một người thì nó bất lợi cho toàn dân, tại vì những cái quyết định của ông nó hoàn toàn nó cho cá nhân của ông để làm sao mà ông củng cố được quyền lực của ông, chứ không nghĩ tới cái lợi chung cho người dân. Đó là cái bất lợi, và tôi nghĩ đó là một cái vấn đề mà thảm họa chúng ta sẽ phải chịu đựng, tại vì ông bắt đầu thanh trừng tất cả những người có thể là có tiếng nói không giống như ông, hoặc là khác ông, hoặc là có những ý định khác ông. Thì mình nhìn qua những cái đó thì mình thấy đây là một cái sự hoàn toàn là bất lợi. Còn về chuyện có lợi hay không thì cái chuyện có lợi là ông chỉ cần có một tiếng nói như là Tập Cận Bình thôi, tức là như ông Lý Sinh Bình đưa ra, ai mà chống chặt đầu. Chặt đầu đây là sự chạm, có thể bắt ở tù. Mình không nói là chuyện mà physical, chuyện mà nó gọi là cái chuyện mà họ làm cái chuyện đó, nhưng mà họ những vấn thành phần chống đối họ dễ xử và dễ đem vào nhốt đi một đêm, giống như là Lý Sinh Bình đã làm. Tôi nghĩ là đây là cái chuyện mà đầu tư đó, thì chúng ta phải nhớ là phía tư bản lại khác nhá. Phía tư bản tôi là công ty, tôi muốn lợi nhuận nhiều, đôi lúc thương lượng với những nước mà vi phạm nhân quyền hoặc là những nước coi cái vấn đề lao động đó, thì các công ty tư bản lại muốn lợi dụng những đất nước như vậy, tại vì để làm chi, để họ kiếm lợi nhuận nó cao, trả nhân công rẻ. Còn trong nước thì ông này được mang tiếng là tạo ra việc làm cho dân ở trong nước, cho nên tôi nghĩ là đối với những công ty mà tư bản đó thì họ sẽ không có bị ảnh hưởng lắm trong vấn đề đầu tư đâu. Chỗ nào nhân công rẻ họ làm cho nó, nếu mình cũng cung cấp được cái vấn đề mà cái thời địa điểm và địa điểm và cũng như là nhân công là họ làm rồi. Đây là một cái sự kiện đầu tiên đã xảy ra, thành ra nó có thể làm cho mọi người ngạc nhiên và chấn động. Thế nhưng nếu mà nghĩ lại cho cùng đó, thì đây nó không phải là điều ngạc nhiên, bởi vì nó cũng nằm trong cái khuôn khổ của cái cung cách hành xử của người cộng sản.
với nhau. Đó là khi mà họ muốn hạ bệ nhau đó, thì nó có nhiều cái mức độ, từ cái vấn đề mà cho đột tử, cho đến vấn đề đi ra tòa, đến vấn đề đi thôi chức. Và ở đây chúng ta thấy rằng ông Nguyễn Xuân Phúc vẫn có một cái được đặc ân, tức là được cho phép thôi từ. Thì nhìn lại kỹ thì đây là một cái điều nó có lợi, nó một cái win-win situation cho cái bên cho ông Phúc và ông Trọng. Bởi vì chúng ta biết rằng đó là cái vụ mà Việt Á và cái vụ mà chúng mình giải cứu một cái tội tày trời, là một cái tội tham nhũng mà nó rất là lớn, mà nó gây phẫn nộ cho quần chúng, bởi thể hiện một sự tán thận lương tâm, nó ăn đầu của những cái người khốn cùng trong lúc mà đại dịch. Và do đó cái vụ này nó không thể để cho chìm xuống, và Cộng sản Việt Nam bắt buộc phải làm cái gì đó để xoa dịu quần chúng. Thì đây ta thấy rằng đó, ông Phúc từ chức rất lợi cho ông Phúc ở chỗ này, là khi mà những cái tin đồn nó chỉ giấu, nó cho thấy rằng cái trùng cuối mà mọi người đồn đãi đó, nó đang hướng về ông Phúc và gia đình. Đến khi mà cái dư luận mà quần chúng nó nổi lên đó, là phần lớn là chính xác, bởi vì nó được dò dỉ từ bên trong nội bộ ra, thì cái hình phạt mà đáng lẽ mà người ta chờ đợi là cái ra tòa, đây ông Phúc lại được, nghĩa là được cho phép từ chức. Thì đó là một cái lối hạ cánh an toàn của ông Phúc, nhất là trong giai đoạn hiện nay. Trong tương lai mình không biết làm sao nha. Và cái đợi thứ hai đó, ông Phúc đó là đã được mang được. Mình là người có trách nhiệm. Tại đây lần đầu tiên là một người lãnh đạo Cộng sản Việt Nam nhận trách nhiệm và từ chức. Nhận trách nhiệm về những cái sai trái của cấp dưới. Từ trước này tới rằng cả người Cộng sản luôn luôn núp dưới bóng của tập thể và không ai chịu trách nhiệm cá nhân của mình cả. Đó là điều lợi cho ông Phúc. Điều lợi thứ hai về ông Trọng đó, thì được cái lợi làm sao là ông được cái làm đúng cái vai trò là đốt lò và không có vùng cấm. Và cái đó nó là thứ nhất được người ta nghĩ rằng ông này là thực sự là đốt lò và là chống tham nhũng thực sự. Và thứ hai là qua hình thức này, ông người mà trong cấp thủ quyền để những cái sự hãi khiến người ta phải càng phải khép và khép mình ông hơn rằng khi bản chất của chế độ độc tài đó là tham nhũng là một, bởi vì khi mà độc tài đó là luôn luôn phải dựa trên cái số đặc quyền đặc lợi thiểu số đó, mà khi có đặc quyền đặc lợi thì là đó là cho nên ta nói là bản chất của độc tài là tham nhũng. Có hai cái sự độc tài và tham nhũng đó, nó là cái quan hệ hữu cơ với nhau, không thể tách rời. Và chính cái sự tham nhũng đó nó lại là cái hưng phúc của những người độc tài đối với cấp dưới. Bởi vì anh nào cũng tham nhũng chàm hết, có nghĩa là nếu mà anh không theo tôi thì rất là dễ dàng tôi có thể lôi ra và xử án và rất là danh chính ngôn thuận. Và cái đó nó làm cho người ta dễ phần phục vào cái người độc tài. Thì ở đây chúng ta thấy rằng cái chuyện này nó không phải là cái chuyện đáng ngạc nhiên nếu mà nghĩ cho cùng. Nhưng khi mà tập trung vào tay một người đó, thì ở đây chúng ta thấy rằng cái khuôn mẫu của Tập Cận Bình đấy, thì cái quyền lực của một người đó thì đầu óc của họ nghĩa là không thể nào mà bằng một đầu óc của một tập thể. Thành ra họ dễ vấp phải những cái sai lầm và nó đưa đất nước đến một con đường mà tồi tệ hơn. Và thứ hai đó là nó tạo nên một cái không khí sợ hãi mà khiến cho nó làm thui chột tất cả cái mọi cái sáng tạo, mọi những ý kiến mà đáng lẽ ra nếu mà được tự do thì người ta có thể phát huy để mà có thể có những cái kế hoạch xây dựng hơn với cái trí óc tập thể. Chúng ta thấy rằng ở bên tàu, ví dụ đó là Tập Cận Bình với cái chính sách mà COVID cô lập đó, nó làm cho nước tàu bị tai hại như thế nào? Theo tôi đó thì đây nó là một cái sự căng đan. Một ông chủ tịch nước mà bị cách chức, mà trước khi cách chức đó là Trung ương Đảng cách chức. Mình thấy là xã hội Việt Nam còn nhiều chuyện cần phải thay đổi. Ở đây đó quý vị biết đó, về vấn đề kinh tế đó
Người ta đánh giá Việt Nam là một chế độ ổn định, nhưng mà cái gọi là risk factor là cái yếu tố nguy hiểm trong vấn đề đầu tư đó, thì Việt Nam là một nước là tương đối tham nhũng khá cao, lúc nào cũng phải, nghĩa là phải có dầu mỡ thì nó mới đầu tư, nó mới chạy được. Thì như vậy đó, các nước như là Hoa Kỳ đó, họ không dám đầu tư khi mà tham nhũng cao. Hiện giờ đây là cái vụ thứ hai, trước đây là vụ là hai phó thủ tướng bị mất chức, và đây là vụ thứ hai là một chủ tịch nước mất chức. Thì vấn đề này nó sẽ làm những nhà đầu tư quốc tế phải suy nghĩ lại khi họ muốn, nghĩa là đầu tư vào Việt Nam. Đến tôi cũng quen biết ông Nguyễn Xuân Phúc từ cái thời ông còn ở Hội An, vì tôi có đến dự một hội nghị và tôi và bà xã có chụp hình với ông và làm quen. Thấy ông là một người bình dân, rồi sau qua bên Mỹ, ông cái thời ông làm phó thủ tướng, ông cũng gặp tôi và gặp ở Washington DC, có ngồi họp với tôi, với ông Nguyễn Tấn Dũng. Rồi về San Francisco, ông gặp tôi, ông cũng mừng lắm, ông chạy tới ông ôm. Cái bữa mà gặp ông Nguyễn Tấn Dũng thì ông lấy cái card của tôi, ông đưa cho ông Dũng, Nguyễn Tấn Dũng, thủ tướng. Ông nói đây là luật sư Liêm, luật sư ở Mỹ nghe. Thì tôi ngạc nhiên ở cái chỗ là tôi nghĩ là ông Nguyễn Xuân Phúc là một người tương đối là trong sạch trong cái bối cảnh này. Và dù sao đi nữa là chủ tịch nước thì không thể có một cái cuộc gần như là đảo chính một cách nhanh mà vội vàng và có vẻ là êm thấm như vậy. Thì không biết là chính trường mà cái nội bộ nó như thế nào. Nhưng mà thực sự là tôi rất là ngạc nhiên. Ông Nguyễn Xuân Phúc là một mẫu người Quảng Nam, một mẫu người chân chất nhưng mà cũng rất là cứng. Thì cái dáng của ông là đại diện cho giới trẻ nông dân. Và anh em, nhất là những anh em Quảng Nam cũng đồng ý là ông là một người ngay thẳng, chân chất. Nhưng mà về hiệu năng, về quản lý và truyền nước thì không biết sẽ như thế nào. Nhưng mà dù sao cái giai đoạn ông làm thủ tướng và phó thủ tướng, nhất là thủ tướng cũng không để nổi tệ cho lắm, một chính phủ kiến tạo. Còn về cái phương diện về chính trị gia là một nhà quản lý đất nước đó, thì tôi nghĩ là ông Phúc không phải là cái người mà đích thân hay nhúng tay vào những cái vấn đề tiêu cực hoặc là vấn đề của Việt Á chẳng hạn, mà tôi nghĩ là vì những người trong gia đình của ông á, thì những cái chạy chi tiết này thì dĩ nhiên tôi ở bên ngoài và nhiều anh em cũng chỉ là tiên đoán đoán mò vậy thôi, nhưng mà chắc chắn là phải có một cái nội tình. Mà ở Việt Nam mình là một người làm quan cả họ được nhờ. Thì bây giờ đó, nếu mà cái người làm quan mà không cứng rắn đó, có một cái lương tâm thật là trong sạch và chính trực đó, và phải ra lệnh và phải bắt buộc mọi người trong gia đình là phải giữ danh dự cho chồng mà giữ cho mình và giữ cho tao dòng họ đó, và phải nghiêm cấm tất cả mọi cái sự mà dựa dẫm vào thế lực để làm ăn đó. Thì tôi nghĩ là cái bối cảnh xã hội và cái phong hóa mà làm quan cả họ được nhờ đó, nó làm cho con người ta là mất đi cái khả năng kiểm soát, và đồng thời cũng kéo xuống cái dòng xoáy mà tiêu cực đó luôn. Thì nghĩ lại, tôi nghĩ là con người ông Nguyễn Xuân Phúc như là một con người cá nhân thì không để nổi là có những cái tệ trạng như vậy hơn. Vậy là vì cái chuyện này nó sẽ ảnh hưởng với cái vấn đề chiến lược giữa Việt Nam và Trung Quốc và Tây Phương và Hoa Kỳ, nhất là với Hoa Kỳ. Là vì vậy, cái thời ông Nguyễn Tấn Dũng mà làm thủ tướng đó, là tôi nói chuyện với các nhà bình luận ở trong nước đó, thì tôi nói đây là cái giai đoạn mà lần đầu tiên cái Đảng Cộng sản bị thách thức, là vì ông Nguyễn Tấn Dũng đã đưa cái vai trò chính phủ lên ngang hàng với vai trò đảng. Và ông Nguyễn Tấn Dũng cũng là làm cho cái vai trò của đảng và có thể cái sự suy tàn của Đảng Cộng sản này nhanh hơn bằng cái cây nến mà đốt hai đầu một đăng á. Thì phe gia đình ông Dũng và chính ông Dũng và con người Nam Bộ của ông Dũng nó gần với Tây Phương và Mỹ hơn, tự nhiên như vậy.
còn một đằng thì là tham nhũng và thổi nát và làm phá nát nền kinh tế. Thì hai cái này nó làm cho cái tương lai độc cộng sản rất là bấp bênh. Thì chính ông Nguyễn Phú Trọng cũng thấy cái điều đó, ông chấn chỉnh. Và là gần đây cái áp lực của, theo tôi nghĩ là bên Trung Hoa nhiều người đồn đoán vậy, nó làm cho ông Nguyễn Phú Trọng cảm thấy rằng nếu mà đi về với phương Tây và Mỹ nhiều quá thì Đảng sẽ mất. Thì tha là đi gần với Trung Quốc để giữ được cái sự trong sáng của ý thức hệ với tất cả những cái giáo điều, với tất cả những cái cơ chế quyền lực. Là vì ông Hồ Chí Minh đã nói rồi, Đảng Cộng sản, Đảng ta là Đảng cầm quyền. Tất cả những cái gì nó có cái tính chuyển biến hay diễn biến, hay từ diễn biến, từ thay đổi, mặc dù là chỉ có manh mối mà thôi, chỉ là từ những con người có cái khuynh hướng thôi là không được. Do đó ông Nguyễn Phú Trọng, ông chấn chỉnh không những cái hàng ngũ nhân sự mà đồng thời chấn chỉnh cái vấn đề của ý thức hệ và cái hướng đi chung của Đảng Cộng sản. Thì tôi nghĩ chắc chắn nó sẽ ảnh hưởng, nhưng mà không có ảnh hưởng trên cơ bản, vì người Mỹ bây giờ vẫn rất cần Việt Nam để quân bình lại cái thế ở Đông Nam Á, và Tây Phương cũng đang rất cần ở Việt Nam, và cũng rất cần Việt Nam có một sự ổn định chính trị nào có. Người ta không mong là Việt Nam khá hơn về phương diện chính trị, mà người ta chỉ mong là Việt Nam đừng có tồi tệ đi về phương diện xã hội mà thôi. Thì nhưng mà tối hậu thì ông Nguyễn Phú Trọng cũng phải gánh được và cái trách nhiệm đó. Nếu ông lơ đi cái chuyện này và nếu không ai nêu lên cái chuyện này cho ông Nguyễn Phú Trọng thấy cái nghịch lý như vậy, thì tôi nghĩ là ông Nguyễn Phú Trọng sẽ là một người có một cái vấn đề nào đó trong lịch sử chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam trong tương lai. Và tôi nghĩ cái vấn đề này chắc chắn nó sẽ ảnh hưởng đến cái vai trò Nguyễn Phú Trọng trong kỳ họp kỳ tới của Trung ương Đảng. Trong những ngày qua tôi nghe có một số người bảo là họ biết được nè, ông Phúc bị như thế, ông Đam bị như thế, ông Minh bị như thế. Trong khi ông Trọng thì nói là chúng ta chưa hiểu cơ đồ ngày hôm nay. Chọn cán bộ là qua một tiến trình rất là kỹ lưỡng, chọn người tài giỏi nhất, mà tại sao là tham nhũng không? Thì tôi bảo vậy là ông chọn là ông Vũ Đức Trọng cũng phải có trách nhiệm, đúng không? À, nhưng mà thưa anh, phải như vậy. Nó không có đơn giản như người ta nghĩ như thế. Nó có hai kịch bản ở đây. Một đó là khi anh chọn tôi làm cái gì đó cho anh, mặc dù anh biết tôi rất rõ, nhưng mà có những góc khuất của tôi anh không biết. Thứ góc khuất của tôi không biết làm sao anh suy luận được. Anh dựa trên những gì anh quen biết với tôi bao nhiêu năm nay, anh tin tưởng tôi, anh chọn tôi làm cho nhà anh. Nhưng đến lúc đó mà lộ con người tôi ra, hoặc khi vào đó nó có những cái đồ làm tôi căm dỗ, mà lộ cái bản tính tôi ra mà anh chưa bao giờ thấy, thì đó anh chuẩn bị dứt tôi ra. Hai là anh đã bị lầm. Đó là kịch bản số 1. Kịch bản số 2, nhiều khi anh biết tôi không phải là người tốt, nhưng mà lúc đó anh không có lựa chọn nào khác, anh phải chọn tôi để tôi làm công việc đó tạm thời. Bây giờ anh có đủ sức, anh bắt đầu xào bài làm lại, anh đẩy tôi ra. Ngay từ đầu đâu chọn tôi đâu, anh phải chọn tôi bởi lúc đó anh không còn cách nào khác, đúng chưa? Anh chọn tạm thời. Thì khi anh chọn tạm thời tôi đó, thì nó là có hai kịch bản khác nữa. Là một, tôi tiếp tục xấu giống như anh nghĩ là sớm muộn anh cũng đẩy tôi đi. Nhưng mà nếu có một trường hợp là tự nhiên tôi thay đổi tính tình, tôi theo anh, tôi làm điều tốt, bảo ô ông này được, thì lúc đó tôi trở thành đồng minh của anh. Vậy thôi, đơn giản là vậy đó. Thì ngay cái lúc đầu là tôi thấy là ông Trọng không hài lòng trong cái chuyện mà chọn người, bởi vì ông muốn là muốn Trần Đức Vượng lên, à Trần Quốc Vượng, xin lỗi. Đó, thì tôi phân tích chuyện này không phải mình ông Trọng, mà ngay cả chúng ta rơi vào hoàn cảnh đó, chúng ta cũng làm y chang. Cho dù ông sai lầm chăng nữa, người dân ta vẫn chấp nhận, bởi vì người ta chưa bao giờ thấy ai mà đốt lò như ông Trọng, đốt luôn cả chủ tịch nước luôn, chưa bao giờ có. Đó, cái đó anh là để ý. Ở đây tôi không bênh ai, tôi không bênh Trọng, tôi chỉ phân tích những gì mà tôi thấy thôi. Chúng ta lên mạng là thấy là kia chê chở ông Trọng, nhưng mà dân nó mê ông này. Anh thấy không? Có những cái còn một khán giả ngồi trên TV còn bảo mong bác Trọng khỏe, bác Trọng tiếp tục đốt lò, mặc dù tôi biết là đốt lò không hết, mà củi cháy cả, lấy cả củi Trường Sơn không hết, nhưng mà đó là cái người dân ta đang mong đợi. Thì thưa anh, bây giờ ồ ông chọn lộn khác có sao đâu, hay là ông có phe đảng thằng đó, ông thích đó, ông cho vô giờ nó té là tham nhũng, nhưng mà ông không tham nhũng, cái đó là điều quan trọng. Tôi cho tôi đi tiếp luôn, anh tuyển người, anh mở ra một cuộc thi, anh chọn cái người giỏi nhất, không quen biết gì anh hết, đúng không?
không phe đảng với anh ấy, người đó vô làm, người đó tham nhũng, chia cho anh cầm tiền, anh hỏng. Còn bây giờ anh có đưa bà con anh vô làm chăng nữa ở cái chỗ này, nó đưa tiền anh không cầm, anh bảo em tham nhũng mày coi chừng, tao không cầm tiền mày, có nó khác. Ông chồng con đó người khác không có. Pringles giòn tan đến tận miếng cuối cùng với nhiều hương vị và kích cỡ khác nhau. Pringles hiện đang có bán tại các chợ và siêu thị trên khắp cả nước.